Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì nhiều bạn đã lên cái phiên bản iOS 17.5 beta và các bạn muốn hạ cấp về phiên bản iOS 17.4.1 nhưng mà các bạn không biết cách. Thì hôm nay trong cái video này mình sẽ tiếp tục lại hướng dẫn cho các bạn cái cách hạ cấp từ phiên bản iOS 17.5 beta về phiên bản iOS 17.4.1. Thì mình sử dụng cái phần mềm có tên là Tenose Robot nha các bạn. Và đồng thời cũng cảm ơn Tenose đã tài trợ cho mình trong video ngày hôm nay. Rồi, vô. Để tiến hành hạ cấp từ phiên bản iOS 17.5 beta về iOS 17.4.1 thì các bạn truy cập vào trang web của Tenose. Chúng ta sẽ tiến hành tải phần mềm Tenose Robot về. Link phần mềm mình sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn có thể bấm vô đó tải về ha. Rồi, giới thiệu sơ qua cho các bạn một chút xíu về cái phần mềm Tenose Robot này. Cái phần mềm Tenose Robot này á, thì có thể là vào chế độ khôi phục miễn phí chỉ bằng một cú nhấp chuột nè, trên thiết bị và dễ dàng thoát ra khi cần nè, rồi sửa chữa hơn 150 sự cố hệ thống iOS, iPadOS, tvOS, macOS nè, như kẹt ở phần logo Apple nè, màn hình đen, rồi hỗ trợ hạ cấp và nâng cấp iOS, iPadOS, macOS mới nhất, bao gồm cả bản beta nha. Rồi, đặt lại thiết bị iOS, iPadOS, macOS mà không cần mật mã iTunes, Finder. Xóa vĩnh viễn dữ liệu trên thiết bị iOS trước khi trao đổi, bán hoặc cho đi. Rồi, dễ dàng sửa các lỗi phổ biến của iPhone và iTunes như là 4013 và 1110. Thì các bạn có thể tải xuống miễn phí ở đây, bấm vô đây để tải xuống miễn phí, hoặc là các bạn có thể mua phần mềm ở đây. Ở đây mình đã tải xuống rồi cho nên mình sẽ không tải xuống nữa nha các bạn. Rồi, các bạn lưu ý giùm cho mình, nếu mà các bạn có cái bản sao lưu iOS 17.4.1 thì các bạn hạ cấp từ phiên bản iOS 17.5 beta về iOS 17.4.1 sẽ không bị mất dữ liệu nha các bạn. Còn nếu các bạn không có bản sao lưu của cái bản iOS 17.4.1 thì các bạn hạ cấp từ bản 17.5 beta về iOS 17.4.1 sẽ bị mất hết dữ liệu nha các bạn. Rồi, trước khi các bạn hạ cấp iOS beta hoặc bất kỳ iOS nào về bản iOS thấp hơn thì các bạn bấm vô phần cài đặt, rồi bấm vô phần ID Apple, sau đó các bạn bấm vô cái mục tìm, rồi các bạn bấm vô cái chữ tìm iPhone, các bạn chọn là tắt nó đi nha các bạn. Sau khi các bạn chọn tắt á, thì nó sẽ yêu cầu nhập cái mật khẩu ID Apple của các bạn, thì các bạn chỉ việc nhập vô để tắt cái chế độ tìm trên iPhone nha. Rồi, sau khi các bạn đã tắt cái chế độ tìm iPhone rồi thì các bạn tiến hành mở cái phần mềm Tenose Robot mà các bạn đã tải về lên. Thì mình sẽ giới thiệu sơ ngang về cái phần mềm Tenose Robot này cho các bạn. Ở đây chúng ta có cái hình chìa khóa này các bạn, thì bạn nào đã mua phần mềm thì các bạn có thể bấm vô đây để nhập key ha. Rồi, trong cái giao diện của cái phần mềm thì chúng ta có cái mục ở đây là iOS System Repair là fix lỗi đó các bạn. Và ở dưới này chúng ta có mục vào và thoát chế độ Recovery. Cái mục này là chúng ta sử dụng miễn phí nè. Rồi bên đây là cái mục là 1 lít để reset nè. Rồi dưới này là xóa hết dữ liệu mới nè để bán máy. Ở dưới này là nhiều hơn nữa. Còn chúng ta hôm nay chỉ quan tâm tới cái mục là update và hạ cấp iOS ở phần này nha các bạn. Rồi, các bạn tiến hành bấm vào trong cái mục là update và hạ cấp iOS ở đây nha. Các bạn bấm vô thì chúng ta sẽ có hai bên, một bên là update iOS, một bên là hạ cấp iOS. Các bạn tiến hành bấm vào trong cái mục hạ cấp iOS và tiến hành kết nối iPhone với máy tính nha. À, hôm trước có bạn hỏi mình á là kết nối iPhone với máy tính như thế nào, thì các bạn sử dụng cọng cáp zin của máy nè. Chúng ta có một đầu Type C, đây là con iPhone 15 Pro Max của mình, các bạn ghim vô đây đó. Còn một đầu còn lại á thì các bạn ghim vô máy tính, hình như là bạn mới xài máy tính cho nên bạn không biết. Thì trên máy tính á, chúng ta có cái cổng C nè, các bạn cắm vô trong đó nha các bạn. Hôm trước là có bạn nào á, nhắn tin hỏi mình đó các bạn, thì các bạn cắm vô như thế này là các bạn đã kết nối được iPhone với lại phần mềm. Thì các bạn mở khóa màn hình khóa ra nha các bạn. Đây mình đã mở khóa màn hình rồi nè. Rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành bấm là download. Sau khi các bạn bấm download thì các bạn sẽ thấy cái phần mềm nó hiện lên là iPhone 15 Pro Max nè. Firmware là phiên bản iOS 17.4.1, còn dưới là cái link để nó lưu cái firmware. Thì các bạn không cần phải quan tâm, các bạn chỉ việc là bấm download thôi nha các bạn. Sau khi các bạn bấm download thì công việc còn lại á, là các bạn đợi thôi.
Rồi, sau khi các bạn đã tải cái firmware iOS 17.4.1 về xong nè, các bạn chỉ cần bấm vô đây để hạ cấp thôi nha. Rồi, các bạn bấm Continue. Sau khi các bạn bấm vô trong cái phần này, thì công việc của các bạn còn lại chỉ việc ngồi uống cà phê và chờ đợi thôi. Rồi, sau khi phần mềm hiển thị thumb lock là hoàn thành rồi đó các bạn chỉ việc bấm đơn nữa là xong nha. Nhưng mà để kỹ hơn thì các bạn khoan hả tháo cái cáp trên iPhone, các bạn cứ đợi nó chạy hết cái dòng này đi thì nó sẽ khởi động lại máy thì nó yên tâm hơn nha các bạn. Rồi, sau khi iPhone hiển thị như thế này thì các bạn có thể rút cáp ra được rồi đó các bạn. Đó, vậy là mình đã hạ cấp thành công từ phiên bản iOS 17.5 beta về iOS 17.4.1 nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Các bạn đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu mà các bạn quan tâm tới phần mềm thì link mình sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn tham khảo nha.